Trong dịp Tết Nguyên đáng Tân Sửu 2021, Đà Nẵng tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn nên vẫn có một lượng khách lựa chọn Đà Nẵng để du xuân, chủ yếu vẫn là khách từ các tỉnh lân cận. Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, đoàn 42 khách là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Kingmaker 3, khu công nghiệp Việt Nam Singapore, V-Ship Quảng Ngãi, do công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Hoa Tigon khai thác, đã đến tham quan tại Bảo tàng Điêu Khắc Châm. Các du khách tỏ ra rất hào hứng khi đón năm mới tại Đà Nẵng. Chúng tôi đến Đà Nẵng trong 5 ngày và sẽ tham quan các khu điểm du lịch trong những ngày đầu năm mới. Và tôi rất ấn tượng với các hiện vật tại bảo tàng này và cũng thấy rất vui và an tâm khi đến đà nẵng dịp này cùng với các khu điểm du lịch thì các du khách đến đà nẵng dịp tết cũng chọn đường hoa xuân đà nẵng để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại thành phố bên bờ sông hàn để đảm bảo cho du khách chuyến du lịch an toàn ấn tượng các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch khu điểm tham quan du lịch trên địa bàn thành phố đều tăng cường công tác phòng chống dịch giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn năm nào thì gia đình em cũng chọn cái địa điểm là đường hoa xuân là một cái nơi mà để mà chụp hình và lưu trữ những cái khoảnh khắc đẹp và cùng nhau đón giao thừa em vẫn cảm nhận được cái không khí xuân ấm áp vui tươi nó đang tràn về trên thành phố đà nẵng một thành phố rất là đáng sống và em cảm thấy là rất là yên tâm vì ra ngoài đường thì mọi người đều đeo khẩu trang và à, khi mà em tới những cái trung tâm mua sắm Hay luôn có những cái biện pháp phòng ngừa như là xịt tay khử khuẩn hoặc là à, mọi người đều nhắc nhở nhau trong việc đeo khẩu trang và em thấy rất là yên tâm trong việc đi du lịch ở đây đến với đà nẵng thì tôi cảm thấy rất là yên tâm bởi vì các khu lưu trú và khu du lịch đều có những cái hướng dẫn rất chi tiết những lời, những lời gọi là chỉ dẫn rất là, thiết thực và những cái kiểm tra rất là cần thiết có lẽ tôi sẽ trở lại Đà Nẵng vào cuối tháng 1 âm lịch và hè thì tôi thường đi đưa gia đình đi nghỉ ở Đà Nẵng khoảng 1-2 tuần. Năm nay, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong cả nước nên lượng khách không đông như mọi năm. Theo Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng, từ ngày 10 tháng 2 năm 2021, tức là từ 29 Tết đến ngày 16 tháng 2 năm 2021, tức mùng 5 Tết, tổng khách tham quan du lịch tại Đà Nẵng ước đạt 30,8 ngàn lượt khách.